nhật nữa rồi, lại là chủ nhật nữa rồi. Bây giờ ngày hôm nay làm chả, mình làm chả gà, mà mình lấy cái ức gà đó mình làm. Thì mình mua mấy gà xong rồi mình lấy hết cái thịt nó ra, rồi lấy xương nó ra chứ quên để thịt lại. Lấy xương ra và lấy da ra thôi, xong rồi mình xay. Thì bây giờ thường thường các bạn thích làm thì các bạn làm ít lại cũng được, cái nhà ăn cũng được, nhưng mà Linh đang mỗi lần làm gì cũng làm nhiều hết trơn á. Thì bao nhiêu đây đó, Linh đang làm bao nhiêu đây đó là để coi Linh đang làm là 6 phao. Bao nhiêu đây là Linh đang làm 6 6 phao thịt gà. Bây giờ Linh đang phải bỏ vô cái máy này xay. Mà trước khi mà xay cho nó nát á thì là Linh đã phải sắt nó. Bây giờ mình lấy ra mình sắt vừa vừa cho các bạn coi mình lý do tại sao mình sắt cho các bạn ra là tại vì mình sắt sơ sơ cho các bạn biết là nếu mà bạn mua một cái máy giống vậy nè ở Costco á, cái này thì các bạn về các bạn không cần sắt nhỏ lắm, các bạn sắt lớn lớn giống như mình vậy là cũng được nè. Đó, đại khái nó giống vậy nè, đó bự vậy cũng được rồi, hay lớn hơn chút nó cũng được nữa. Cái mình bỏ vô mình giúp nó, rồi mình bỏ vô mình xay ha. Thì bây giờ mình sắt sơ sơ chút xíu rồi cho các bạn thấy. Tại sao mình làm gà là tại vì làm gà ăn á, nhiều khi thằng con mình á, ba hồi đó nó muốn đẻ á, nó muốn ốm á, thành ra làm thịt heo hoài nó chán, nên thì nó muốn làm gà để cho nó ăn cho nó bớt mập, mình cũng chẳng có biết nó bớt không nữa, nhưng mà kệ nó cứ làm ha. Đó, nó giống vậy đó. Mình sắt xong cái phần thịt mình cắt rồi các bạn, mình làm nhiều hơn mình để dành ăn thôi, chứ còn các bạn không cần làm nhiều đâu. Cái này là 6 bộ thịt đó, nhiều vậy đó, 6 bao. Ngay bây giờ đầu sau đó, bây giờ thịt cắt xong cứ để qua một bên đi ha. Bây giờ mình phải chuẩn bị cái nước, cái nước với lại nước mắm, mấy cái mà mình trộn vô làm sao để một chút xíu mình xay chung với lại với thịt gà. Thì bây giờ mình có 6 bao thì mình 6 bao thì bây giờ mình cứ làm 6 bao. Thì Linh đang làm 6 bao thịt thì Linh đang làm 12 cái muỗng. Cái này là tablespoon, tất nhiên là muỗng canh đó. Đó là 12 muỗng nước. Quên nói các bạn là nước không, các bạn để đá vô đó cho nó lạnh đó, để cho cái thịt lúc mà mình xay thì cái thịt nó ngon. Thì nãy giờ mình làm chắc là 6 muỗng rồi đó, bây giờ chơi mình làm 6 muỗng nữa nha. Đó, thì giờ mình được 6 cái này đây. Bây giờ mình làm 6 muỗng 12 muỗng nước mắm. Cái đó là 12 muỗng nước mắm. Thì quên 12 muỗng nước. Ok. Chứ bây giờ chỉ cho hay hết, thành hơi lộn. Bây giờ 6 muỗng nước mắm. Tại vì 6 bao, một bao mình cứ chơi một cái mà tùy theo quý vị thích ăn mặn hơn thì cứ làm mặn hơn, lạc hơn thì lạc hơn, mình thì mình làm vậy. Nếu mà các bạn làm mình để ý hãy mà các bạn làm nước mắm càng ngon chừng nào đó thì cái chả của các bạn ngon chừng đấy, chả gà cũng vậy mà chả heo cũng vậy nha. Rồi bây giờ đường, thì bây giờ đó 6 bao này á thì mình làm ba muỗng bột khoai nha các bạn. Bột khoai cũng được mà bột bắp cũng được, các bạn muốn lấy bột nào cũng được hết nghe, không có sao hết. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm bột khoai, thì bây giờ mình lấy 3 muỗng canh bột khoai nha. Dùng cũng được, muỗng kia cũng được, không sao hết. Đó, 3 muỗng. Mình làm dễ lắm, mình làm mình không có rớt, giống như là phải đúng đúng cái
nâng dung lượng. Tại sao? Là tại vì mình làm nhà mình ăn mà, nhưng mà bảo đảm không đúng dung lượng nó vẫn ra như thường, không gì hết. Rồi thế mà ba muỗng bột khoai thì là mình làm ba muỗng đường nha. Giờ mình lấy muỗng đường nè, đường thì mình làm đúng muỗng đi thôi, nó ngọt quá. Một nè, rồi ba muỗng đường đó. Bây giờ mình ba muỗng đường xong rồi đó thì mình cho bột ngọt vô. Thì mình cứ lấy mình đó, mình thích ăn thì mình là nói lúc nào giờ mình nấu thì mình quen bỏ bột ngọt rồi. Mình cứ một bao một muỗng một thao thịt thì là mình làm một muỗng cà phê bột ngọt, thì mình có 6 bao thì mình làm 6 cái. Này làm nhiều hơn ít hơn cũng không sao, nhưng chắc làm ít thì các bạn mới làm ít nha. Rồi cái phần này là phần quan trọng nè, cái này là bột nổi, baking powder là bột nổi. Nếu mà các bạn không có bột nổi các bạn sẽ không bao giờ làm chả được, nó sẽ không không có nở đó. Thì nó sẽ khi các bạn hấp ra thì nó chắc lại luôn, nó không có sót đó, các bạn biết không. Thì bây giờ Linh ra làm sáu sáu cái bao thì mình làm 3 muỗng này, 3 muỗng bột nổi này đi. Muốn làm nhiều nổi hơn chút xíu nữa thì cho chút xíu nó cũng được. Giờ đây hồi nãy mình có trong này là 12 muỗng nước, muỗng nước 6 muỗng nước mắm, 3 muỗng khoai, bột khoai, 3 muỗng đường là 6. Thì bây giờ mình cộng lại ra là mình làm chia làm đôi ra, để chút mà mình làm mình mix chung với lại cái này. Linda làm thì Linda chia làm đôi ra, tự tự chia ra thôi. Đó, bây giờ mình quậy ra nè. Tổng cộng cái này là được 2 cấp luôn, lên tới 2 cấp rồi. Thì Linda sẽ chia ra lấy phân nửa, khi mà ra xa lấy phân nửa Linda bỏ một cấp. Cho bao nhiêu đây thịt nè, cho 3 bao thịt. Linda quên là Linda còn làm tỏi nữa đó, để mình lấy tỏi nha. Sao nói quên biết không, tại vì có nhiều bạn nó không có ăn tỏi, bỏ chả ăn tỏi, nhưng mà nhà mình thì mình lại ăn tỏi. Thì bây giờ mình mở ra, mình bỏ một chút xíu tỏi vô, rất ít thôi, nhiều quá mấy người chắc mình xin muỗng thôi ha, nhiều quá sợ nhà bị có quá 1 muỗng. Cái quan trọng mà làm ra cái món chả này nè, không có phải là tỏi hay là bột ngọt, mà là nó sẽ là bột khoai với là bột baking powder, là bột nổi đó các bạn. Hai cái đó là bột khoai với bột nổi là cộng là các bạn sẽ ra chả. Còn nêm, những cái phần nêm như là nước mắm, đường, bột ngọt là tùy theo mình thích thì mình nêm thôi nha, chứ không có sao. Thì cứ thể mà 1 phần nước mắm thì là 2 phần nước là các bạn ok rồi. Chắc quậy được rồi đó. Ok, bây giờ mình bỏ vô máy xay nha. Để mình lấy cái bao tay. Đấy, mang bao tay cho nó khỏi dơ thôi chứ không sao. Đây, chia làm đôi nha, cái chia đại vậy thôi. Mình không bỏ vô cái cân cũng được, nhưng mà mình ngó là mình làm nhà mình ăn mà, đúng không? Thành ra mình ngó là được rồi. Đó, giờ mình chia làm, các bạn thấy đều chưa? Đều phải không? Đều phải không? Bên ba ba là đều đều đúng không?
lấn lấn chút, cái chút xíu bên kia rồi bỏ cái rắc lên đây trước nha, xay cái thịt trước đi nha. Đầu tiên mình push, đầu tiên mình push cho vài ba cái nè, mình phải push để cho nó xuống nè, mình lau cái tay nó khỏi dính, là mình phải push vài cái nó xuống nè đó, thịt nó xuống như này đó. Rồi, xong bây giờ bắt đầu mình để vô cái number 3 nè. Các bạn chỉ có một cái máy này thôi đó, thì khi mà các bạn xay này vừa xay thịt các bạn vừa bỏ cái dung dịch mà mình đã pha sẵn rồi mình bỏ vô. Nhưng mà tại Linda có thêm một cái máy này là máy máy trộn nữa, thành ra Linda muốn lấy mình lên chỉ muốn dùng cái máy này là máy xay thôi. Sau đó mình sẽ trộn bên này, mình quết bên này luôn. Đó, thì bây giờ để Linda để cái này qua đây nha. Đó. Bây giờ mình chỉ cần người quét này thôi, là giờ mình lấy này ra nè, cái phần này là phần 3 phao ha. Rồi, bây giờ xay được một 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 mẻ rồi nha, giờ mình kêu mẻ đi cho nó dễ hiểu nha. Xay được mẻ là ba phao gà rồi. Bây giờ mình còn một mẻ nữa, mình bỏ vô cái máy, mình có hai máy. Lý do sao mình có hai máy không phải mình sang, mà tại vì cái mình xài nhiều quá, mình chuyên môn mình làm đó, mình thích nấu ăn đó, rồi cái máy của mình nó bị cháy mất rồi, nên mình giục cái máy đó, mình mới mua cái máy mới, nhờ mình giữ lại cái đầu đầu cái máy, thành ra bây giờ lại công dụng mình làm luôn để khỏi công chuyển qua chuyển tới cho các bạn coi cho nó nhanh chút đó nha. Rồi, cái máy này để đây, mình đánh này ra cho nó gọn nha. Máy này mình mua ở trong Costco có bán đó, cũng 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 giá cũng được lắm. Again, đầu tiên mà mình làm đó là mình nên push cái này trước cho nó xuống cho nó đều á, rồi sau đó mình khi mà mình bỏ vô trong này đó, thì mình đổ một chút xíu dầu vô để trước khi mà mình rửa đó các bạn. Con sẵn nó còn lên ngoài à, nên tại ổng là người rửa chứ không phải mình rửa, thành ra bây giờ mình chép vô để khi mà mình sau đó nó rửa nó dễ á đó. Để đây
cẩn thận nha, lúc lấy ra phải chặt đứt tay nha. Rồi, nó nát cũng như tương luôn nó tờ. Tương. Còn mà các bạn mà không có cũng được, mấy bạn đi mua mình thịt xay sẵn đó cũng được lắm, người ta cũng nó cũng nhuyễn lắm. Mình này mình dùng tay nha, tại vì đang bao tay đó mình dùng tay. Thấy không? Dễ không? Đó là xong rồi. Đó, con này là xong rồi. Máy này là cái máy máy bếp cho các bạn. Máy này không dụng lắm, làm bánh là gì đó. Bây giờ bột nổi nó nở quá rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình cứ tính đi, cái này là hai cấp nè, bây giờ mình cứ đổ xuống đây một cấp đi nha. Đổ xuống phần nữa đi cho nó đều ha. Mùi tỏi nhiều quá thôi, mình đổ xuống phần nữa nè. Nếu mà các bạn làm chừng 3 bao đó là dễ lắm, không có cần giống như mình đâu, tại vì mình sẵn nhiệt của mình làm nhiều mới vậy đó. Rồi. Rồi. Bây giờ mình dẹp nó lên nè. Giờ mình mở nhỏ nhỏ nha, không nó dai. Mở nhỏ để cho nó trộn lại nhau trước á, rồi chúng ta đừng mở lớn. Trong lúc chờ đợi thì mình cũng lấy cái này ra luôn. Trong lúc chờ cái máy đó thì lấy cái máy này. Làm nhiều đến mức độ cái gì mới chơi, làm hai cái thôi nha, chứ còn một cái đợi lâu với rửa thì mất công quá. Rồi bây giờ là trộn là đều rồi, bây giờ bắt đầu mình làm lớn chút xíu, tắt đi nha, mà mình giấm cái gì ở đây cho nó khỏi dính. Mình bắt đầu mới là cái phần mà mình mới quết đó, hồi nãy là mình chỉ mình quậy lên mình trộn lên thôi, trộn cho nó dính nha thôi đó. Rồi. Bây giờ đó, tại vì đây là gà thành ra nó sẽ bị khô. Tùy theo các bạn, có người không thích thêm mỡ thì không sao hết, muốn không bỏ dầu cũng được, mà mình thì mình thích bỏ chút xíu mỡ vô, quý các bạn nó làm dầu cũng được, nhưng mà mình thì mình muốn làm bằng cái vegetable oil là này, bằng mà nó là đặc đó, khi mà vô nước á, thì là nó mới vô nóng á, thì là nó sẽ tan ra, thì giờ mình sử dụng này nha, mình lấy chút xíu muỗng này mình bỏ vô đó, để mình ăn nó có cái mỡ mỡ chút xíu, cho mập mập chút xíu ha. Đó. Dạ, bỏ một cục này vô đây. Rồi. Dạ, mình bỏ dưới này, mình bỏ làm lớn nè. Mình cho cái máy chạy lớn nè. Dạ, bây giờ mình đang cho cái máy mình là số 4 nè, xin đi. Mình này nè. Mình cho nó chạy số 4. Chỉ dựng bằng máy thôi à, chứ mình cũng không cần phải bằng tay gì đâu.
Rồi. Nếu mà các bạn thích thích tiêu đó thì các bạn bỏ tiêu nha. Bỏ tiêu vô. Nếu mà thích tiêu mà không thích tiêu thì khỏi bỏ. Rồi bây giờ mình trở lại số 4 lại. Tại sao mà mình ngưng lại vậy? Bây giờ mình bỏ số 6 là tại vì mình muốn cho cái máy nó nghỉ đó. Thành ra hồi nãy là số 4, bây giờ mình lên là số 6 nè. Nó sắp được rồi đó các bạn. Cái này làm vậy là mình quết nên nó sẽ dai lắm, nó ngon lắm. Người ta nghĩ là mình bỏ hàng the, mình ra ngoài chợ mình ăn mình nghĩ là bỏ hàng the, mà nếu người ta có cái máy quết thì là nó sẽ giống như vậy, nó sẽ rất là ngon, không có nó sẽ dai giống vậy. Bây giờ mình lấy ra đó là mình bắt đầu mình vừa bỏ vô trong freezer cho nó khoảng chừng 2 tiếng cho nó khi bằng cứng đó, nó lạnh lạnh đó, xong rồi mình bắt đầu mình gói. Các bạn coi nãy này quay như là nó như bọt gì đó, thấy không? Mình có thể không cần nấu làm chả cũng được, mình có thể chiên cũng được, hoặc là mỗi lần mình nấu canh mình dắt mình bỏ nấu canh cũng được, hay là mình nấu bún mình bỏ vô cũng được, cái gì cũng được hết đó. Thành ra mình thích làm, mình làm chưa chắc gì là mình phải xài hết mà mình làm chả, các bạn thấy không? Thì bây giờ mình đó, bây giờ xong phần này rồi, bây giờ mình cất cái trong freezer, mình lấy giấy mà mình ráp lại xong mình cất trong freezer nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình ráp lại nha các bạn. Mình ráp lại vậy nè, cái mình cứ kín này cho nó kín kín á, mình lấy mình bỏ vô freezer nha. Rồi 2 tiếng nữa thì mình lấy ra, mình 2 hay 3 tiếng cũng được á, cái mình nó hơi cho nó lạnh lạnh, nó cho nó dai đó. Lý do tại sao mình bỏ vô là tại nó lạnh thì nó mới dai, với là bột nổi cho nó nở đó. Rồi mình lấy ra mình sẽ hấp làm chả, hấp cho các bạn coi nha. Rồi nhưng mà cái này coi như là một thành phần hết 3/4 rồi, mình có thể dùng cái thịt này nè để mà mình nấu canh cũng được, chiên cũng được, làm chả chiên cũng được, nấu bún bò cũng được, nấu gì cũng được hết nha. Ok các bạn. Rồi bây giờ Linda đi đi ra đường đọc sách một chút xíu rồi trở lại nha.